Chào cả nhà, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một siêu anh hùng nhiều lông nhưng được yêu quý và sống dai nhất lịch sử điện ảnh. Các bạn đoán ra là ai chưa? Câu chuyện bắt đầu vào năm 1845 tại vùng lãnh thổ phía Tây Bắc Canada. James là một cậu bé hay bị ốm vặt nên rất được bố quan tâm. Victor có phần ghen tị vì cậu chỉ là con của người thợ làm vườn Thomas. Đúng lúc này, Thomas say xỉn bất ngờ xông vào nhà khiến bố của James phải chạy xuống kiểm tra. Đột nhiên một tiếng súng vang lên kèm theo tiếng gào khóc của mẹ. Cậu liền chạy xuống thì phát hiện bố mình đã bị bắn chết. Trong sự phẫn nộ tột cùng, cậu đã đánh thức được bản năng người sói trong cơ thể. Với tâm trạng bị kích động, James đã dùng móng vuốt đâm vào người Thomas. Trước khi chết, ông ta đã tiết lộ James chính là con ruột của mình và Victor là anh trai cậu. Quá sốc với sự thật trước mắt, cậu theo lời "mày là thứ gì vậy" của người mẹ khiến James đau khổ bỏ chạy. Victor liền đuổi theo em trai và hứa rằng sẽ chăm sóc cho cậu. Từ đó, hai anh em gắn bó cùng nhau chinh chiến trên khắp các chiến trường ở nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Họ không chỉ có móng vuốt bằng xương mà còn có khả năng tự chữa lành vết thương. Điều này khiến cho anh em James bất tử trong những chiến trường thảm khốc. Tuy nhiên, việc tham chiến quá nhiều khiến cho Victor trở nên khát máu giết hại những người dân vô tội. James cố ngăn cản nhưng vô ích. Không những vậy, Victor còn điên loạn giết chết cả những đồng đội. Cậu em một lần nữa đứng ra bảo vệ anh trai và kết quả là cả hai bị xích lại. Mặc dù bị dựa cột hành hình nhưng quân đội vẫn không thể giết chết được hai dị nhân bất tử này. Thiếu tá Chaika nghe tin về khả năng của họ nên đã tuyển mộ cả hai vào một đội quân đặc biệt gồm toàn các dị nhân. Không muốn bị xích như chó ở đây nên họ đã đồng ý. Trên chuyến bay, thanh niên nhiều chuyện quay cà khịa Victor bằng cách đưa cho anh ta một bộ rũa móng. May mắn là James đã cản anh trai lại không quay rằng mối lẫn lộn rồi. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là tấn công một cơ sở chuyên buôn lậu đá quý. Tại đây, những người trong nhóm bắt đầu thể hiện những tài năng riêng của mình. Anh chàng đặc vụ đẹp trai Zero trăm phát trăm trúng khiến bao nhiêu chị em rụng trứng. Cả một đội lính hùng hậu mà anh chỉ cần bay nhảy một tí đã hạ hết tất cả lính canh. Tiếp đó là Fred vô địch với sức khỏe phi thường dùng tay không chặn nguyên chiếc xe tăng. Ông chủ nghe thấy vụ nổ hoảng quá liền cho dừng thang máy để chặn cả nhóm lại. Nhưng hắn không biết rằng thanh niên Bradley có thể điều khiển thang máy bằng suy nghĩ. Tức giận, tên chùm ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngay khi cửa thang máy mở ra, chúng đồng loạt xả đạn nhưng Wade hai tay hai kiếm múa quạt nhanh như tốc độ ánh sáng đỡ được hết. Anh ta còn có thể nhẹ nhàng chém viên đạn làm hai phần bằng nhau. Tên chùm tính bắn lén thiếu tá bằng khẩu súng dưới bàn nhưng John đã dịch chuyển tức thời tới ngăn lại. Mục tiêu của thiếu tá không phải là những viên kim cương mà là mảnh thiên thạch màu đen kỳ lạ này. Ông ta tới một ngôi làng và hỏi nguồn gốc của mảnh thiên thạch nhưng trưởng làng kêu ông có thể giữ nó còn vị trí thì không thể nói. Không ngờ chỉ vì muốn biết mà thiếu tá ra lệnh cho cả nhóm dị nhân giết cả dân làng. Chỉ có James là trái lệnh và cố gắng ngăn cản mọi người lại. Tuy không cứu được toàn bộ nhưng cũng tránh được một cuộc thảm sát đẫm máu. James vốn là người tốt nên chuyện này đối với anh là không thể chấp nhận được. Anh quyết định rút lui khỏi biệt đội dị nhân của ông thiếu tá. Dù Victor có cố hết sức níu kéo nhưng James vẫn rứt áo ra đi. 6 năm sau, James lúc này đã chuyển tới một vùng núi thuộc Canada. Anh cũng đổi tên thành Logan và sống cùng cô bạn gái xinh đẹp Silver. Người sói làm việc tại một xưởng khai thác gỗ. Các anh em đồng nghiệp nhìn thấy Logan hạnh phúc cũng hơi ghen tị. Giống như Logan, Bradley cũng đã từ bỏ nhóm dị nhân để về làm ở hội chợ. Với khả năng điều khiển thiết bị điện của mình thì không bao giờ anh ta phải suy nghĩ về hóa đơn tiền điện cả. Nhưng tối đó, Victor đã tìm tới chỗ Bradley và giết chết anh ta. Logan bên này cảm nhận được trong giấc mơ liền giật mình hét lớn. Silver hoảng sợ phát hiện ra bạn trai mình là một dị nhân nhưng cô không hề sợ, ngược lại còn an ủi động viên anh. Ngày hôm sau, trong lúc Logan đang làm việc tại xưởng khai thác gỗ thì thiếu tá Stryker và đặc vụ Zero đã mò đến tìm anh. Hóa ra cái chết của Bradley là sự thật. Ông ta đến để cảnh báo anh và hy vọng anh có thể giúp tìm ra kẻ đứng sau gây ra việc này. Logan liền từ chối vì anh giờ đây đã có một cuộc sống yên bình cùng một cô bạn gái làm giáo viên. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm, một túp nhà tranh hai trái tim vàng, nhưng đại họa lại ập đến bất ngờ. Victor đã tìm đến chỗ của Silver. Cảm nhận thấy nguy hiểm, Logan vội chạy đi tìm người yêu. Nhưng tới nơi thì Silver đã là một cái xác không hồn rồi. Anh đau khổ gào thét vang tới tận trời xanh. Tối đó, Logan mang trong mình sự phẫn nộ quyết tìm tới chỗ Victor để báo thù cho người yêu. Hai anh em ruột thịt bỗng chốc trở thành kẻ thù lao vào tử chiến. Nhưng dù có thế nào thì Logan vẫn không phải là đối thủ của Victor. Người sói không những thua cuộc mà còn bị chính anh trai đạp gãy móng vuốt rồi bỏ đi trong màn đêm. Sáng hôm sau, Logan tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Stryker xuất hiện khuyên anh bình tĩnh lại nhưng anh lại tức giận đổ lỗi cho chính ông ta đã gây lên chuyện này. Stryker nói rằng Victor quá khát máu nên đã nhốt hắn lại. Tuy nhiên, hắn nghĩ mình bị phản bội nên tìm cách ra ngoài và giết chết toàn bộ đội dị nhân. Vì vậy, thiếu tá hy vọng người sói có thể giúp ông ta đối phó với Victor. Ban đầu, Logan từ chối nhưng Stryker nói rằng sẽ cung cấp cho người sói một vũ khí siêu mạnh không thể bị phá hủy để báo thù Victor. Người sói đã đồng ý và ra điều kiện ông ta không được quản lý anh.
Rất nhanh sau đó, Logan được Stryker tiêm adamantium, một hợp kim không thể phá hủy được chiết xuất từ mảnh thiên thạch lần trước. Nó nhanh chóng bao bọc quanh tất cả xương khớp trên người anh. Với khả năng hồi phục cùng quyết tâm báo thù cực lớn đã giúp Logan vượt qua được cửa tử để trở thành một người sói mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Stryker hoàn toàn nể phục trước sức chịu đựng của Logan. Ông ta tính cho người xóa đi trí nhớ và trích xuất mã gen của người sói để thực hiện các thí nghiệm sau này. Nhưng ông ta không thể ngờ rằng Logan dù đang trong bồn thí nghiệm vẫn có thể nghe được hết chuyện này. Với khát khao mãnh liệt muốn trả thù đã giúp Logan tự đấu tranh với bản thân để tỉnh lại. Anh vùng lên mạnh mẽ dùng những móng vuốt sắc nhọn để tấn công kẻ thù. Súng đạn giờ đây đối với Logan chỉ như là mũi đốt inox. Anh nhanh chóng vượt qua làn mưa đạn rồi dùng móng vuốt cắt cánh cửa sắt ra để trốn thoát. Sau đó anh nhảy xuống thác nước và trôi giạt đến một trang trại của cặp vợ chồng già. Họ đang vui vẻ lái xe về nhà thì gặp một thanh niên tồng ngồng chạy vào kho thóc. Nghĩ đó là một thằng ngáo vừa mới đập đá xong nên ông già đã cẩn thận cầm súng bước vào. Thấy bộ dạng thảm thương của Logan, ông ấy đã tốt bụng mời anh vào nhà và cho anh một bộ quần áo. Trong lúc đang chiêm ngưỡng bộ vuốt mới thì bất ngờ tiếng gõ cửa khiến anh giật mình chém hỏng hết đồ đạc trong phòng vệ sinh. Logan thật thà bê bồn rửa tay xuống nhận lỗi. Không những không bị trách mắng mà anh còn được cặp vợ chồng già coi như con trai trong nhà. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tên khốn Stryker cho người truy sát Logan đã giết chết cặp vợ chồng tốt bụng trước mặt anh. Sau đó một chiếc trực thăng bay tới phóng tên lửa vào nhà kho. Người sói nhanh chóng lái chiếc mô tô thoát khỏi biển lửa trong gang tấc. Zero phát hiện Logan chưa chết liền gọi trực thăng quay lại đón hắn. Mặc cho làn mưa đạn cùng sự truy đuổi gắt gao từ các phương tiện mặt đất, anh vẫn vượt qua được hết. Logan quay lại phản công bằng cách chém nát một chiếc xe bọc thép. Sau đó lợi dụng vụ nổ để bay lên trên cao cắt đứt cánh quạt trực thăng khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh dùng bộ đàm để cảnh báo Stryker sau khi giết Victor thì người tiếp theo sẽ là hắn ta. Cuối cùng Logan giết chết tên đặc vụ Zero để trả thù cho đôi vợ chồng già tốt bụng. Để giết chết Victor, người sói đã đến gặp hai người đồng đội cũ trong nhóm dị nhân là John và Fred. Anh chàng Fred vô địch năm nào giờ đã thành một bị thịt béo tốt. Sau một hồi nói chuyện, Logan biết được rằng Stryker đã truy tìm những người đột biến trong nhiều năm và thực hiện thí nghiệm trên người họ tại một hòn đảo nhỏ. Ngoài ra Victor thực chất là tay sai làm việc dưới quyền tên khốn Stryker. Chính hắn ta đã cố tình lừa Logan để anh đồng ý thực hiện thí nghiệm vừa rồi. Nghe tới đây thôi, sự phẫn nộ của người sói một lần nữa nổi lên. Thù này không trả quyết không là người. Theo sự chỉ dẫn của hai người đồng đội cũ, Logan tìm đến một dị nhân có tên là Gambit. Anh ta là người đã trốn thoát thành công khỏi hòn đảo thí nghiệm và có thể chỉ đường giúp người sói. Ban đầu Gambit cười nói rất vui vẻ, nhưng khi thấy thẻ quân nhân trên người của Logan, anh ta nghĩ rằng đối phương là người của Stryker liền phóng một quân bài khiến Logan văng ra phía sau. Lúc này John đang đứng canh ở cửa sau thì tình cờ phát hiện ra Victor. Anh liền bám theo và dùng năng lực của mình để tấn công. Dù John có thể dịch chuyển tức thời khắp mọi nơi nhưng vẫn bị Victor đoán được hướng di chuyển. Kết quả là bị hắn ta dùng móng vuốt giết chết. Đúng lúc này Logan bị đánh văng ra ngoài, nhìn thấy Victor đã sát hại đồng đội của mình. Cả lập tức lao vào tấn công quật ngã hắn ta xuống đất. Với sức mạnh mới thì Victor hoàn toàn không có cửa trước người em trai. Ngay khi sắp báo được thù thì Gambit đột nhiên từ trên cao nhảy xuống. Nguồn năng lượng khổng lồ đẩy Victor và Logan sang hai bên. Pha xử lý đi vào lòng đất của Gambit đã giúp Victor trốn thoát. Sự ngu dốt nào cũng phải trả giá và Gambit cũng vậy. Anh ta bị Logan giã như giã gạo. Không muốn xanh cỏ sớm, anh ta phải đưa người sói tới hòn đảo thí nghiệm. Cả hai nhanh chóng bay tới hòn đảo. Nơi này hoạt động bí mật dưới vỏ bọc là một nhà máy điện hạt nhân. Gặp lại tên khốn Stryker, anh mới biết rằng hắn ta đã kết hợp siêu năng lực của rất nhiều dị nhân khác nhau rồi tổng hợp nó vào thí nghiệm số 11. Và hắn đặt tên cho sát thủ dị nhân mới này là Deadpool. Nhưng điều khiến cho Logan sốc hơn cả là cô bạn gái Silver của anh vẫn còn sống. Hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch được Stryker tạo dựng lên để đánh lừa người sói. Cô ta cũng là một dị nhân với khả năng kiểm soát suy nghĩ của người khác. Sự thật này khiến cho trái tim của Logan như vỡ vụn ra. Anh không còn muốn trả thù nữa mà quay người bỏ đi. Nhưng đằng sau đó là cả một sự đau khổ dằn vặt của Silver. Cô đã lừa dối anh chỉ vì muốn bảo vệ người em gái cũng là một dị nhân bị Stryker bắt đi. Silver yêu cầu hắn trả tự do cho em gái nhưng hắn ta lại lật lọng sai Victor bóp cổ cô. Logan đang rời đi thì nghe thấy tiếng la hét của người yêu. Anh vội vàng quay lại đánh nhau với Victor để giải cứu cô ấy. Nể tình là anh em ruột thịt và từng cùng nhau chinh chiến nên Logan đã tha mạng cho hắn ta. Lúc này Silver cũng đã giải thích hết mọi chuyện cho Logan nghe và chỉ cho anh nơi Stryker đang giam giữ các dị nhân. Trong khi đó Stryker phớt lờ cảnh báo từ cấp dưới đã cho kích hoạt sát thủ dị nhân Deadpool. Khi cặp đôi Logan vừa giải cứu xong các dị nhân bị nhốt và chuẩn bị rời đi thì tên sát thủ đã xuất hiện. Mặc dù đối thủ đã bị khâu miệng lại nhưng Logan vẫn nhận ra đó là thanh niên nhiều chuyện Wade. Deadpool với sức mạnh tổng hợp từ các dị nhân khác gần như bất khả chiến bại. Không những sở hữu bộ móng vuốt như người sói mà hắn ta còn có cả khả năng tự hồi phục vết thương. Với sức mạnh bá đạo đó, Deadpool hoàn toàn vượt trội và bón hành ngập mồm cho Logan.
Trong lúc đó, cô em gái kim cương của Silver đã đứng ra đỡ đạn để một dị nhân khác phóng tia năng lượng từ mắt tấn công đám lính mở đường thoát thân cho mọi người. Silver mặc dù bị trúng đạn nhưng vẫn quyết định ở lại giúp người yêu. Biết khó có thể đánh bại Deadpool nên Logan bỏ chạy lên lỗ thông khói của nhà máy điện hạt nhân. Nhưng anh không ngờ rằng đối thủ lại có cả khả năng dịch chuyển tức thời. Bá đạo thế này thì làm sao mà đánh cho nổi, Logan tiếp tục bị đối thủ dần cho ra bã. Ngay lúc Deadpool chuẩn bị vung móng vuốt chém chết Logan thì Victor xuất hiện đẩy hắn ta xuống dưới. Sau đó hai anh em cùng nhau hợp sức tấn công tên sát thủ dị nhân. Khả năng di chuyển tức thời khiến cả hai phải vất vả chống đỡ. May mà có khả năng tự hồi phục không cũng ngàn thu tiễn biệt rồi. Hắn biến ra xa rồi dùng cặp mắt phóng những tia laser cực mạnh khiến cả hai người văng ra một bên. Logan dùng móng vuốt đỡ tia laser sau đó phản ngược lại đối thủ. Nhân cơ hội đó, Victor lao tới cắn lén nhưng không thành công. Trong lúc Deadpool đang tấn công anh trai thì Logan tiếp cận từ phía sau vung móng vuốt chém bay đầu đối thủ. Thanh niên Deadpool chết rồi vẫn còn phá hỏng cả ống khói nhà máy điện khiến nó sụp đổ. Logan tạm biệt anh trai rồi nhảy sấp mặt xuống đất. Ngay khi khối bê tông khổng lồ rơi xuống đè lên Logan thì anh chàng Gambit đã bay tới cứu người sói một mạng. Logan cảm nhận được sự nguy hiểm nên kêu Gambit mau chóng dẫn những dị nhân khác chạy trốn còn anh đi tìm người yêu. Lúc đang bế Silver trọng thương rời đi thì Stryker phía sau cầm súng bắn một loạt đạn vào Logan. Anh điên cuồng như một con thú hoang nhanh chóng lao tới tấn công kẻ thù. Và viên đạn được làm từ hợp kim Adamantium đã bắn trúng đầu khiến anh bất tỉnh. Sau đó Stryker cầm súng tính giết chết Silver nhưng cô ấy đã điều khiển suy nghĩ khiến hắn tự buông súng rồi thẫn thờ bước đi. Cuối phim lũ nhóc dị nhân đã an toàn và được giáo sư X đến đón đi. Gambit quay lại tìm Logan nhưng anh ấy đã mất hết trí nhớ sau phát đạn ấy. Anh chỉ biết tên mình là Logan khi nghe Gambit nói. Tuy không còn nhớ gì nhưng anh vẫn cảm nhận sự quen thuộc từ Silver. Anh vút mắt mong cô ấy an nghỉ nơi suối vàng. Còn tên khốn Stryker sau khi đi bộ mòn cả giày cũng đã được quân đội tìm thấy. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.